Đu Phước Thịnh tốn bao lâu thời gian để chuẩn bị cho dự án Đùa Anh Đâu Đấy? Nếu mà so với những dự án trước đây thì cái dự án này anh chỉ làm trong vòng 1 tháng thôi. Tại vì anh không muốn tính toán nữa, cũng không muốn rằng là bản thân mình tính toán quá nhiều để rồi mà nó lại hụt hẫng đi cái sự kỳ vọng của mọi người. Cho nên không, cái dự án này chỉ trong vòng vỏn vẹn. Bài hát thì nhận được lâu rồi, nhưng mà để mà xúc tiến, để mà đánh cái phát pháo đầu tiên cho sự comeback trở lại lần này á, thì chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Động lực nào khiến anh quay trở lại vào thời điểm này? Thị trường đang vui quá mà, đang hừng hực quá mà, thấy âm nhạc bây giờ biến hóa khôn lường quá, quá nhiều bài hay, quá nhiều bài vui. Và điều quan trọng rằng là mình thật ra mình cũng nung nấu ấp ủ cái những cái sự trở lại này lâu rồi, và mình cũng mang trong lòng một cái nỗi niềm, một sự lăn tăn, nó đứng cửa giữa giữa cái những cái âm nhạc cũ, những cái giai điệu cũ, nhưng mà nó vừa tiệm cận đến những cái sự mới mẻ, những cái làn gió rất mới từ các bạn Gen Z. Thì vì vậy cho nên là mình rất là hào hứng, và mình cũng muốn thử sức mình, cũng muốn ướm vào chiếc áo này để xem là cái sự cân bằng đó mình có làm tốt hay không. MV Đùa Anh Đâu Đấy mất bao lâu thời gian để thực hiện nó? Quay này thì trong vòng mất khoảng 3 ngày thôi, 3-4 ngày thôi là xong cái MV rồi. Nhưng mà còn về khâu dựng rồi này kia thì tất cả mọi người phải coi như là chạy hết tốc lực để mà dựng trong vòng khoảng chừng 3 tuần. MV Đùa Anh Đâu Đấy mang màu sắc K-pop nhiều, anh có nhận ra điều đó hay có tham khảo để thực hiện? Có, mình rất là thích, và thậm chí mình còn rất là hào hứng. Nhưng mà có cái là mình chỉ sợ mình bị quê thôi. Mình chỉ sợ là mình không có đủ trendy, đủ hiện đại, đủ trẻ và đủ những cái sự gọi là phù hợp. Nhưng mà trộm vía là mình cũng mong muốn rằng là mọi người cũng sẽ có thể động viên mình, cũng sẽ có thể cho mình được thật là nhiều những cái sự lời góp ý để mà mình có thể làm thành tốt hơn cho những cái dự án tiếp theo. Trong MV có sự xuất hiện của khá nhiều sợi dây xích, nó có mang ý nghĩa gì? Những cái sợi dây xích đó là một cái ý nghĩa của những sợi dây xích đó là nó ràng buộc, nó trói buộc một người đã quá lâu rồi. Thì để mà người đó được sống lại, được yêu một lần nữa, được cháy hết mình với đam mê của mình một lần nữa. Và cái ý tưởng của sợi dây xích đó là do đạo diễn Đinh Hà Nguyễn Thư nghĩ ra. Vì sao teaser hình ảnh có nhiều ảnh xôi thịt, nhưng trong MV lại không xuất hiện? Có. Vậy em phải tìm ai là người đã tung cái hình ảnh giường chiếu ra của anh, chứ anh không phải là người tung. Vậy lại một điều là lại một điều là khi mà lần này anh quay trở lại thì rất là may mắn khi mà anh có một ekip, một team của những người bạn trẻ, những người bạn mà có rất là nhiều những cái idea, những cái ý tưởng rất là mới. Thì các bạn cũng đã nhào vào hỗ trợ để coi như là mình có một tay, mình coi như là mình nhào vô cuộc chơi cho vui mà. Anh kỳ vọng bao nhiêu phần trăm cho lần trở lại này? Đoạn này nếu mà hỏi một người mà khoảng U20, U30 thì còn đặt cái, chứ anh là U40 rồi, anh cũng không đặt bất cứ một cái kỳ vọng gì hết. Anh chỉ muốn là cái dự án comeback này, cái lời tri ân này của anh đó, anh muốn lan tỏa nó đến càng nhiều người càng tốt. Còn về chuyện thành công, với anh như vậy là thành công rồi, với anh như vậy là thành công, với Nu như vậy. Khi mà mọi người chỉ cần nhận định rằng là sự trở lại lần này của Nu Phước Thịnh phù hợp, nhạc hay, bắt tai, hay nè, và nói chung là nó phù hợp với lại cái vị trí, cái hình ảnh của một Nu Phước Thịnh, thì như vậy đó là thành công của anh rồi. Anh có lo ngại về vị trí top trending khi lúc này hai show anh trai đang thống lĩnh trên social? Thì anh là anh trai duy nhất không có tham gia vào hai cái anh trai kia, hai cái game show anh trai kia, thì thôi nhường anh bữa đi, nhường anh một hôm đi. Và anh nói chung anh cũng không có, tại vì cái con đường âm nhạc, cái lối đi âm nhạc này của anh, nó anh nghĩ là nó rất riêng, nó không có hòa mình vào quá sâu trong với lại những cái show truyền thực tế bây giờ. Thì vậy cho nên rằng là trên truyền thông bây giờ, trên social bây giờ có rất là nhiều những chương trình để chúng ta giải trí, thì một sự trở lại của Nu Phước Thịnh cũng hay là một dấu ấn, cũng sẽ là một cái sản phẩm để mọi người cũng có thể chờ đón, và mọi người cũng có thể tò mò theo dõi xem là nó sẽ thay đổi như thế nào. Nữ chính trong MV Vì Sao không phải là một gương mặt quen thuộc mà là một người mới toanh. Quê nhà là ai? Một kiểu như một người bạn thân thiết, ví dụ như trong gia đình văn hóa, hoặc một cái lớp học hoa hậu nào đó đi. Thì đơn thuần là bạn này là, thứ nhất là do ekip chọn, thứ hai là bạn này lần hợp vai, mood hợp, vibe cũng hợp, cho nên là
cái bạn này đã được casting và lựa chọn từ đầu, thì khi anh vào thì anh mới gọi là giống như là anh mới có thể tiếp xúc và có thể làm việc với bạn. Thì rõ ràng là cái diễn viên nữ lần này cũng rất là khá là phù hợp với là hình tượng của một cái cô gái gọi là giống như là rất là hiện đại bây giờ. Noo Phước Thịnh có ấn tượng với cái tên nào trong hai show anh trai? Rồi anh một khoảng thời gian anh quay loay hoay lu bu cho cái việc ra mắt sản phẩm của anh, cho nên anh cũng chỉ có thể gọi là giống như là âm thầm coi như là theo cái làn sóng truyền thông để mà anh biết được rằng là chương trình đang diễn ra tới đâu thôi. Tại vì anh thấy thứ nhất là cả hai chương trình đều là kẻ tám lạng người nửa cân, kiểu 49-50 các kiểu. Anh cũng thấy rằng là cái sự sáng tạo và những cái sự gọi là cài cắm của hai chương trình này nó quá nhiều, và anh cũng chỉ thật sự là cảm thấy vui vì khán giả bây giờ lại có thêm nhiều những cái chương trình truyền hình thực tế âm nhạc nó thiên hơn về cái nghiệp vụ chuyên môn để mà mình có thể mình coi. Đó, nào trình diễn nè, ca hát nè, rồi performance, rồi cả kỹ năng, tất cả mọi show skill là all in hết. Vậy theo Noo Phước Thịnh, hai chương trình anh trai không có drama. Chương trình có drama không? Không Chương có. trình nào cũng phải drama mà. Nếu không có drama thì làm sao thu hút được lượt xem? Thì chương trình nào cũng sẽ phải có. Nhưng điều quan trọng rằng là nó ở nên chừng mực một 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 cái chừng mực nào đó thôi. Và với lại một điều, drama nó phải văn minh. Drama thì nó phải văn minh. Anh thì theo như anh biết, theo như làn sóng truyền thông ngoài kia anh biết thì hai chương trình nó chưa có chương trình nào mà drama nó không văn minh hết trơn. Drama nào nó cũng là cái sự tranh đấu công công bằng bằng thực lực của tất cả các người đồng nghiệp, những người anh trai đang tham gia những chương trình đó thôi. Sức ảnh hưởng của hai chương trình anh trai quá lớn, vậy Noo Phước Thịnh có tiếc vì không tham gia? Tại vì nếu mà nói một câu tiếc thì thật sự là anh tiếc cái show Call Me By Fire của phiên bản Trung Quốc hơn. Tại vì trước đây anh là nghệ sĩ được Mango TV đích danh mời, cho nên là lúc đó anh chỉ tập trung cho dự án comeback của mình thôi, cho nên anh đã không nhận lời. Vì khi mà phải ký hợp đồng thì anh phải hoạt động ở bên 2 năm, cho nên là cũng sẽ rất là hạn chế cái vấn đề. Nhưng mà lúc này thì anh lại đang loay hoay cho cái dự án comeback của mình tại Việt Nam, cho khán giả Việt Nam, cho nên chỉ muốn tập trung toàn lực cho Việt Nam thôi.